Hello mọi người, hôm nay muốn hỏi mọi người một điều là mọi người có thích ăn khoai không? Các loại khoai, khoai lang, khoai mì, khoai từ, khoai tây. Ở đây chúng có một củ khoai lang nè, bóc ra cho mọi người xem nha. Vàng như màu áo của Trúc vậy đó. Khoai này á, nó không đẹp nhưng mà nó rất là ngọt. Nhưng mà ngày hôm nay á, Trúc không chỉ giới thiệu cho mọi người khoai lang mà Trúc còn giới thiệu cho mọi người một loại khoai rất là lạ. Thực ra khoai này không lạ đâu, nhưng mà cái cách ăn của Trúc nó lạ. Bởi vì khoai này trước giờ không ai luộc lên ăn hết, họ chỉ toàn nấu canh thôi. Mời mọi người khám phá với Trúc nha. Tên 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 tên. Đây là cái loại khoai mà Trúc muốn giới thiệu cho mọi người đây. Thật ra là không biết ăn như thế nào, nhưng mà lúc mà mua về mà luộc nó đó thì thấy là hào hứng lắm, hấp dẫn lắm. Bởi vì sao mọi người biết không? Bởi vì cái màu của nó. Đây cho mọi người xem cái màu của nó nha. Luộc cái này á hả, nước nó ra màu tím quá trời luôn. Luộc một hồi xong cái màu nước nó tím, có phải đổ đi, phải đổi nước luộc đâu cỡ 2 3 lần nước mới xong á. Mọi người chắc là biết là khoai gì rồi đúng không? Đây là khoai mỡ đó. Cái này không biết là tại sao mà nó có tên là khoai mỡ nữa. À, mọi người rất là hay mua nó về để nấu canh với tôm, ăn rất là ngon. Nhưng mà ngày hôm nay mình quyết định mình luộc nó lên và mình ăn coi nó như thế nào. Bởi vì khi mình nấu canh nó mình cũng thấy nó bột bột, dẻo dẻo rất là ngon. Bây giờ không biết là mình lấy dao mình cắt hay mình bẻ nó ra cho nó dân dã nha. Quá trình luộc của mọi người nó nứt như thế này nè. Nhưng mà cái củ này to quá, không biết là nó nứt ở ngoài như thế này rồi, nhưng mà ở trong nó chín chưa. Hồi nãy có lấy cây đũa xiên qua thì thấy nó xiên được rồi đó, nhưng mà vẫn nghi ngờ là bên trong nó chưa chín. Bây giờ thì mình bóc nó ra thử coi như thế nào nha. Thích quá à. Cái màu nó đẹp quá mọi người. À mình sẽ tách nó ra. Bị sâu à? Nó bị gì rồi mọi người? Đẹp ha. Cái này chắc là do cái củ nó to quá, để mình cắt cái phần khác coi nó có bị gì không. Nhìn đẹp quá, thích quá à. Bẻ cái bên này nữa. Trời ơi. Thơm. Ai mà thấy cái màu này, ai mà yêu màu tím, nhìn thấy cái này là xỉu luôn. Thích quá. Bây giờ mình không biết ăn nó với cái gì, nên là mình có chuẩn bị ở đây một cái chén đường để lát mình chấm nó. Trường hợp nó không ngọt, mà cái loại khoai này chắc không ngọt đâu, chỉ có khoai lang của mình mới ngọt thôi mọi người. Thích quá à. Mình sẽ bỏ vỏ ở đây nha. Mình phải lấy con dao mình gọt nó rồi. Ôi đẹp quá mọi người ơi, cái màu tím đúng đẹp luôn. Trời ơi, tại sao nó có màu đẹp như vậy? Muốn xỉu. Thích quá à. Chứ không có mê màu tím đâu, nhưng mà cái màu tím của cái khoai này nó đẹp quá. Cái màu tím đúng chuẩn luôn á. Nhìn là có một cái gì đó nó hút. Thích quá, nhưng mà bây giờ mình phải ăn thử nó ngon không. Nhiều khi đẹp mà ăn không ngon á, chắc cũng không biết nội tại đâu ha. Bột nhưng mà lạc. Chấm thử một miếng đường cho mọi người xem lại lần nữa nè. Trời ơi có thích hay không chứ. Ngọt rồi đó. Cái khoai này nè, do cái màu nó đẹp đó, chú thấy có nhiều người làm bánh khoai mỡ nữa, làm cái viên tròn tròn vậy nè, màu tím tím đã quá. Thì thay vì mình nấu canh thì bây giờ mình luộc lên mình ăn cũng ngon vậy. Tại sao khoai từ có thể luộc lên ăn, có thể nấu canh, thì khoai mỡ đã từng nấu canh, tại sao mình không thể luộc? Tin nhắn tới. Hôm bữa mua á, Trúc mua 2 củ rồi. Trúc kêu với người bán á, lựa cho Trúc một cái củ mà màu tím đậm với lại một màu tím nhạt để Trúc so sánh với mọi người coi. Nhưng mà do cái củ nó bự quá, hồi nãy luộc cái nồi á là đậy cái nắp không được luôn á, nên luộc 1 củ à. Cũng may là luộc 1 củ chứ luộc 2 củ ăn gì hết. Ngon quá mọi người ơi. Thú vị. Thú vị vô cùng. Thường là ở cái khúc đầu á mình sượng. Cái màu đẹp quá, thích quá.
Cái củ này nè, mua về rửa nó rất là cực. Tại vì á, nó ở dưới đất á, nó có bùn nữa, nên là hả phải ngâm nó rất là lâu để cho nó rã bùn rã đất ra, rồi phải chà cho nó sạch mới bỏ vô luộc được. Mà Trúc không có cắt cái mấy cái rễ này, Trúc cố tình Trúc để vậy đó để nhìn cho nó rừng rú. Để Trúc cắt cái chỗ này Trúc bỏ nha. Cái này không phải là nó bị sâu đâu mọi người, mà tại vì cái củ á, do cái củ của nó to quá đó, rồi chỗ đó nó bị nứt á. À đúng rồi mọi người, Trúc nói đúng rồi. Là cái ở trong này có vẻ như nó chưa chín á, nhưng mà không để lâu được, bởi vì nếu mà ở trong đây á mà nó chín á, nó mềm á, là ở ngoài này nó nát hết, nó bung vỏ luôn á. Nè mọi người thấy nè, mình luộc nó nứt vỏ là cái phần này nó chín rồi nè, ở trong đây nó chín như vậy là ở ngoài này là nó rã ra hết luôn á. Cái này gọi là sức con mẹ nó sắt. Trời ơi cái màu tím huyền diệu. À bây giờ mình phải ăn kiểu rừng rú để mình lột nha. Mình cạp và chén đường như này. Các bạn nào đã từng ăn cái khoai mỡ mà luộc như thế này chưa? Nếu chưa thì các bạn hãy thử nhé, nó cũng thú vị lắm đó. Trời ơi đẹp quá à. Mình cầm nguyên củ thì mình ăn mới chất nè. Ăn cảm thấy ngon không chỉ vì khoai ngon mà còn vì cái màu khoai nó đẹp. Đúng là thiên nhiên hay thiệt. Tại sao có thể có những cái loại củ mà xuất sắc như vậy? Vừa ngon mà vừa đẹp. Các bạn hãy nói cho mình biết giữa khoai lang và khoai mỡ các bạn thích loại khoai gì? Đẹp xuất thần. Bữa nào mình thử mình làm gà rán rồi mình lấy cái khoai này mình làm khoai chiên thôi ta. Mình cũng sẽ lắc phô mai. Hôm nay ăn hơi dơ, hơi bừa bộn nha mọi người. Vậy nó mới dơ, đúng với tinh thần của cái củ nè. Cái phần này nè, thật ra là nó chín rồi, nhưng mà do nó nằm ở trong á, nên nó không có nở, nó không có mềm như cái phần ở ngoài. Mọi người có muốn thử món khoai này không? Thực ra cái khoai này á, mà mình luộc mình ăn vậy nè, nó còn dễ làm hơn là mình nấu canh á. Mỗi lần mà nấu canh á, cái khoai mỡ mà để sống á, gọt ra nó rất là nhớt mọi người. Nên là mỗi lần mà mình mua cái khoai mỡ về mà mình nấu canh á, là mình chẻ đôi nó ra. Xong rồi một tay mình cầm cái củ đó, một tay mình cầm cái muỗng, mình sẽ cạo cái phần ruột nè. Phải cẩn thận đừng có để cho cát bùn rồi nó rớt vào trong cái phần thịt này nha. Trong các loại khoai thì có khoai lang là nó ngọt, khoai mì thì nó hơi hơi thôi chứ nó không ngọt nhiều. Khoai mì vẫn còn phải ăn với đường, khoai từ cũng vậy.
nha mọi người ơi, có ai muốn thử món này hay không? Hãy mua về luộc lên và thử ngay và chia sẻ cho Trúc biết cảm nhận của mọi người như thế nào. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video của Trúc nha. À, mọi người có muốn Trúc ăn cái món gì ngộ lạ hay là các loại trái cây, thực phẩm, rau, củ quả gì là lạ ngộ ngộ thì hãy cứ comment cho Trúc nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của Trúc. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Hôm nay vui quá. Bye bye mọi người.